Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trong video tiếp theo tại nhà anh Ngô Mạnh Hiệp, Bát Tràng, Hà Nội, tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem những tác phẩm bonsai hoàn thiện ở trong khu trưng bày tại sân nhà anh. Trước mặt quý vị là một cây xanh rất lớn được đặt giữa trung tâm của sân này. Đây là một tác phẩm bonsai rất lớn. Cây rất đẹp và chậu cũng rất đẹp. Được đặt trang trọng giữa trung tâm của sân. Vâng, rất đẹp. Vâng, tác phẩm cây cảnh này là một cây xanh Nam Điền có phần thân bẹ rất lớn. Như anh Hiệp mà trao đổi thì cây này là một cây mua về đã có cái phần bệ đá này, và anh đã sửa sang một chút. Anh đã sở hữu cây này cũng hơn chục năm rồi. Một cây xanh rất già, có cái phần da chảy xệ. Vâng, rất đẹp. Những khối đá bên dưới cái cây này đã được những cái phần thân rễ ôm chặt và mịt vào nhau. Vâng, tác phẩm mà nhìn từ hướng nào cũng rất đẹp. Rất tuyệt vời. Chơi bonsai là một môn nghệ thuật và cũng có những trường phái khác nhau. Có hai trường phái tiêu biểu, đó là bonsai cổ và bonsai hiện đại. Những cây bonsai cổ cũng có những nét đẹp riêng. Như theo anh Hiệp thì những cây bonsai cổ cũng không nên quá đơn điệu,
Cho nên thời điểm hiện nay có rất nhiều người đã phá thế cây bonsai cổ để tạo dáng cho cây bonsai cổ đó, biến thiên trở thành những bonsai nửa cổ nửa hiện đại. Như tôi quay video cũng rất nhiều và cái lượt xem trên kênh tôi cũng đã kiểm soát được những cái lượt xem. Và tôi đã thấy rằng những cái lượt xem từ nước ngoài về kênh cũng rất lớn, rất nhiều người quan tâm về bonsai cây cảnh của Việt Nam. Trong đó có những ông lớn trong ngành bonsai cây cảnh thế giới, đó là Nhật, cũng đã theo dõi những video trên kênh. Và những nước như Mỹ, Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Đức và Nga và cả Brazil. Đó là những nước mà chơi bonsai cũng rất nhiều và nhiều người quan tâm. Và đây là một cây si tía, si đỏ. Là một trong những cây si rất đẹp, có thân hình nghệ thuật. Cây tương đối già và có phần u cục lên tự nhiên. Đó là những cái điểm u cục do cơ địa phát ra. Vâng, phải nói là phong cây rất đẹp, một trong những cây rất tuyệt vời. Và với bên này, với đối diện có cây sung. Một cây sung rất đẹp, thân hình nghệ thuật, độ lắc dẻo. Đây là một cây hoa giấy. Một cây gạo có thân hình độ lắc độ co, nhìn nghệ thuật.
có hai cái tác phẩm si, si đỏ, cây nhỏ và rất là đẹp. Và đây chính là phần tay cành bông dâm. Rất tuyệt vời. Với bên trong này là một tác phẩm si đỏ, một tác phẩm si ôm đá, một khối đá thấm thủy. Thân cành nghệ thuật, tay bông dâm dày, lá si đã được hãm nhỏ, có thể nói là rất nhỏ, những chiếc lá nhỏ như móng tay của mình. Rất tuyệt vời. Một cây phi lao, một quần thể phi lao. Và đây là một tác phẩm xanh Nam Điền đang hoàn thiện. Một cây xanh có cái phần thân hình phải nói là tuyệt đẹp. Quý vị xem. Rất tuyệt vời. Cây này chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là hoàn thiện. Bông tay dăm bên trên này rất dày. Một tác phẩm tầm trung, thậm chí đè bàn, rất đẹp. Vâng, một tay nghề nghệ nhân. Từ con mắt nhìn phong cây, chọn
phôi cho đến tâm hồn đều rất tinh tế để lựa chọn được tác phẩm này. Tôi xin dừng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký, ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.